Xin chào tất cả các bạn. Mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chuyên mục Mỗi ngày một sản phẩm của siêu thị điện máy HC. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng review về một sản phẩm máy tính xách tay đến từ thương hiệu Dell. Tên model INF3593B P75F013. Nào, chúng ta cùng khám phá nhé. Laptop Dell Inspiron 3593 được thiết kế gọn nhẹ, hướng đến tính di động cao. Mặc dù khung máy không được làm bằng kim loại, nhưng thiết kế khung nhựa vẫn mang lại cho bạn cảm giác an toàn và chắc chắn. Máy được trang bị chip xử lý CPU Core i5 thế hệ thứ 10, RAM DDR4 dung lượng 4GB có thể nâng cấp lên 16GB, ổ cứng HDD, màn hình 15.6 inch Full HD. Máy được trang bị card đồ họa tích hợp Intel UHD với hai cổng USB 3.1, cổng HDMI, cổng LAN, USB 2.0, hệ điều hành Windows 10, thiết kế vỏ nhựa pin liền 42W. Kích thước dày 21mm, nặng 1,79kg. Với tính năng và thiết kế hiện đại mình vừa chia sẻ, hẳn các bạn đã rất ưng ý về sản phẩm máy tính xách tay INF3593B P75F013 rồi đúng không ạ? Với mức giá khá phù hợp là 13.990.000. Ngoài ra các bạn còn được tặng thêm một chiếc túi đựng máy tính, rất thuận tiện đúng không ạ? Các bạn hãy tham khảo và đặt mua ngay nhé. Hãy gọi cho chúng tôi theo đường dây nóng 1800 1788 hoặc truy cập theo website www.hc.com.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video review sản phẩm tiếp theo.